Vâng, con chào cả nhà. Vững lên phần gian ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi buông tim cùng xin lòng say. Nhớ nhớ anh bên đây, mình tay kề vai em say, cho câu hát xa bay, cho nhịp tim chào dâng ngày mai. Mình sẽ nghe nhạc một chút xíu nha. Hôm nay Vân sẽ nói về cái đề tài rất là hấp dẫn nè, rất là hay nè, nói về năm cái năm điều giúp bạn thành công. Dạ, hay ha, phải nhập không? Ok, rồi, mình nghe nhạc như đủ rồi ha. Ok các bạn, Vân chào cả nhà. Hôm nay Vân trở lại với cái đề tài là làm sao để mình có cái kỹ năng tốt hơn ha. Về bên kỹ năng và cái thời đại mà 4.0 là cái thời đại mà hầu như là cả thế giới đang theo đuổi. Và cái kỷ nguyên của 4.0 là như thế nào các bạn? Đa số là mình phát triển bản thân của mình và mình tận dụng mạng xã hội để mình có thể phát triển kinh doanh hoặc là phát triển một cái gì đó mà mình yêu thích. Thì hôm nay Vân sẽ chia sẻ về cái 5 điều mà giúp bạn thành công ở kỷ nguyên 4.0 này. Có nhiều lúc mình nói là con phải học thật giỏi, con phải biết hết tất cả những cái này cái nọ, con phải hay, mình cứ hay nhắc nhở con mình để mình khuyên con mình lúc nào cũng phải giỏi, phải học giỏi, phải biết tất cả cái này cái kia cái nọ thì mới đứng vững trong xã hội. Thật ra thời đại bây giờ là thời đại 4.0 thì mình không có cần phải là thật xuất sắc trong tất cả những lĩnh vực các bạn. Thì hôm nay Vân sẽ chia sẻ là 5 điều ha, làm sao để giúp mình thành công hơn ở kỷ nguyên 4.0. Bây giờ cho Vân hỏi nè, các bạn ở đây ai thích kinh doanh nè, ai thích kinh doanh mà phải nói là như thế nào ta, ai thích kinh doanh ha, mình bấm cho Vân số 1 nếu mà các bạn thích kinh doanh ha. Thì các bạn thích kinh doanh thì các bạn sẽ nghe cái bài này của Vân, các bạn sẽ rất là thấm. Còn nếu như các bạn mà an phận, thích làm công cho người ta, thích xây dựng ước mơ cho người khác, thích làm giàu cho ông chủ của mình, thì cái bài này có thể nó không thích hợp cho các bạn. Nhưng mà Vân hy vọng là tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng muốn mình tự làm chủ bản thân của mình, tự làm một cái kinh doanh gì đó mặc dù nó nhỏ,
nhưng mà nó vẫn là kinh doanh các bạn. Và bên cạnh đó đó là hiện bây giờ là mình nên tận dụng mạng xã hội, thời đại của kỷ nguyên 4.0 là mình nên tận dụng mạng xã hội để mình phát triển kinh doanh mình toàn cầu các bạn. Ok, so các bạn có tin với Vân á, là các bạn chỉ có kinh doanh mới giúp mình làm giàu nhanh không? Nếu mà các bạn tin, các bạn bấm giùm Vân số 2, chỉ có kinh doanh mới giúp mình làm giàu nhanh. Còn nếu như mình đi làm công cho người nào đó thì chắc chắn mình sẽ không giàu hơn ông chủ của mình. Các bạn tin không? Các bạn tin bấm vào Vân số 2 nè. Mọi người nghe Vân rõ không ta? Biết mọi người nghe Vân rõ không nè? Ok, rồi. Các bạn tin là chỉ có kinh doanh mới giúp mình làm giàu nhanh. Còn nếu như mình đi làm cho ông chủ mình, có nghĩa là mình đang giàu, mình không bao giờ giàu hơn ông chủ của mình. Các bạn tin, các bạn bấm vào Vân số 2 nhé. Ok, sau bây giờ Vân sẽ triển khai nè những cái Vân nói nè, và sẽ giúp các bạn làm sao để mình có thể thành công trong cái thời đại mà 4.0 như thế này các bạn. Thứ nhất, như Vân nói là 5 điều. Cái điều thứ nhất là rất là quan trọng là mình phải biết mục đích mình kinh doanh về lĩnh vực nào các bạn. Mục đích là cái gì? Mình muốn thành công về cái gì các bạn? Đó là cái rất là quan trọng. Thí dụ như bây giờ mình muốn kinh doanh về mặt hàng, về bên sức khỏe, về bên quần áo, về bên sắc đẹp, hay là về bên một cái gì đó, mình phải biết rất rõ mục đích mình kinh doanh gì các bạn nhé. Thì Vân nói là thí dụ về bản thân Vân đi ha. Vân kinh doanh về bên sức khỏe và sắc đẹp, thì Vân có cái mục đích là Vân kinh doanh và Vân muốn thành công về cái lĩnh vực đó. Thì cái thứ nhì đó, cái số 2 đó là mình cần phải làm thật tốt trong những gì mình làm. Có nghĩa là trong kinh doanh thì mình cần phải có chữ tâm và chữ tín trong đó các bạn. Chữ tâm và chữ tín, và mình làm bất cứ cái gì cũng phải thật trong đó các bạn. Vì sao? Vì nếu mà các bạn không thật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ bán, nhưng mà bán được chỉ có một lần thôi, và lần sau người ta biết mình không thật thì người ta sẽ không có tới tìm mình nữa. Cho nên mình cần phải làm thật tốt, và thật tốt với cái uy tín của mình. Chữ tâm và chữ tín phải có trong kinh doanh các bạn nhé. Trong bất cứ cái lĩnh vực gì, đặc biệt là cái lĩnh vực mà hiện bây giờ là kỷ nguyên của 4.0, là thời đại online các bạn. Các bạn làm việc online thì các bạn phải biết cái chữ tín của mình nó nằm ở đâu, và khi mà người ta kiếm đến các bạn là người ta đã có niềm tin với các bạn rồi, đúng không? Cho Vân hỏi là các bạn có nghe Vân rõ không? Các bạn ơi, các bạn nghe Vân rõ bấm vào Vân số 2 nhé. Nếu mà nghe Vân rõ nha, bấm vào Vân số 2. Ok, số 2 là phải có chữ tâm và chữ tín đi chung với kinh doanh của mình các bạn nhé. Hello bạn Minh Châu, hello chị Mai. Rồi, cái và một cái nữa là sức mạnh của cái mối quan hệ, cái mối relationship, cái mối quan hệ, ấn tượng, mối quan hệ, niềm tin ha. Phải nói là sức mạnh của niềm tin giữa mình với người khách hàng các bạn nhé, giữa mình với người khách hàng, niềm tin giữa mình với họ phải có chữ tâm và chữ tín nhé. Phải có ha. Và mình phải có cái đạo đức nghề nghiệp các bạn, phải có cái đạo đức nghề nghiệp trong đó. Thì Vân gồm những cái đó trong số 2 các bạn nhé. Đạo đức nghề nghiệp nè, chữ tâm và chữ tín trong kinh doanh mình cần phải có. Mặc dù mình ăn ít một chút cũng không sao, mình lời ít một chút cũng không có sao các bạn, nhưng nếu mà các bạn, người ta tin tưởng mình rồi đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình nói cái gì người ta cũng mua hết. Nhưng nếu mình không có thật một cái gì đó mà người ta phát hiện ra đó, người ta biết đó, thì người ta sẽ không còn tin mình nữa, thì cái chữ tín nó sẽ không còn nữa các bạn. Rất là nguy hiểm, đúng không? Ok, rồi cái thứ ba. Cái thứ ba là phát huy điểm mạnh của mình. Ai trong chúng ta, mình không có cần phải là biết hết thật là nhiều cái anh chị. Mình không cần phải biết là
biết hết chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chuyện gì cũng phải giỏi hết, mình không cần biết nhiều chuyện đó các bạn. Hello chị Len, mình không cần phải biết rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện trên trên thế giới này mới đạt được thành tích của kinh doanh hoặc là đạt được cái mục đích của mình các bạn. Vâng, chỉ cần các bạn giỏi một cái gì đó thôi. Ok, và mình phát huy một điểm mạnh của mình cho nó vượt bậc các bạn. Phát huy điểm mạnh của mình cho nó vượt bậc, cho nó xuất sắc cái điểm mạnh của mình. Mình xây dựng thương hiệu bằng cái điểm mạnh của mình. Thí dụ, các bạn thích làm đẹp thì các bạn học chuyên về bên làm đẹp đi. Các bạn đam mê một cái gì đó thì các bạn hoàn tất một cái đam mê của mình, nó xuất sắc đi các bạn. Mình thích làm đẹp thì trong làm đẹp nó có cái gì? Trang điểm nè, dưỡng da nè, làm sao để chăm sóc da mình càng ngày càng đẹp hơn nè. Thì cái làm đẹp nó gồm bao gồm cái gì các bạn? Và các bạn đam mê cái đó là cái gì? Thì các bạn hoàn thành xuất sắc cái đó, và các bạn phát huy nó, phát huy cái điểm mạnh của mình để cho tất cả mọi người biết. Khi mà nói tới cái đó là phải nhớ tới mình. Thí dụ như trong cái công sở của các bạn hoặc là trong cái môi trường làm việc của các bạn rất là giỏi về vi tính, giỏi về uy tín, vi tính điện máy laptop không? Về vi tính á, thì khi mà người ta mà có cái gì đó mà liên quan tới vi tính á, là người ta sẽ nhớ tới bạn ngay tức khắc liền các bạn. Hoặc là người ta muốn tư vấn một cái gì đó mà liên quan tới đó thì người ta lập tức nhớ liền là các bạn đang giỏi về cái lĩnh vực đó. Thì đó là cái mình cần các bạn nhé. Đó là cái mình cần, là mình cần phải phát huy cái điểm mạnh của mình. Thì bây giờ cho Vân hỏi nè, có nhiều bạn không biết điểm mạnh của mình là gì nhá. Cho Vân hỏi nè, các bạn bây giờ mình nhìn sơ lại mình ha, điểm mạnh của các bạn là gì? Điểm mạnh của các bạn là gì? Các bạn có thể comment giùm Vân không ạ? Ai hoặc là ai đã tìm ra được điểm mạnh của mình rồi thì các bạn có thể bấm giùm Vân số 3. Ai đã biết điểm mạnh của mình là gì rồi các bạn bấm giùm Vân số 3. Tại vì trong cuộc sống này mà các bạn không biết là mình giỏi về cái gì. Điểm mạnh có nghĩa là các bạn làm một cái gì đó mà ai cũng khen ngợi hết. Ai cũng, thí dụ như bạn nói một cái câu gì đó tiếu tiếu, hay là nói một câu bình thường đó, tự nhiên ai cũng bật cười hết. Đó là cái điểm mạnh của mình. Hoặc là mình giỏi về cái gì đó. Vân có một đứa cháu, nó rất là giỏi về ráp đồ, cái gì đó mà ai phá banh chành hết, nó ngồi nó ráp chút xíu là xong hết. Mẹ nó mua cho nó một cái đồ chơi, và cái điểm mạnh của nó đó là nó phải nhanh và xuất sắc và hoàn tất cái đồ chơi đó nhanh hơn tất cả các bạn khác. Hoặc là không ai biết ráp hết, nó ngồi nó mò mẫm, nó lục lạo, nó làm phải cho bằng được các bạn. Có nghĩa là cái khiếu của nó về bên lục lọi mò ráp được cái một cái hình gì đó. Hoặc là cái điểm mạnh của các bạn là có thể là khéo ăn khéo nói, hoặc là có thể làm cho người ta vui, hoặc là kể chuyện vui, cái gì đó mình phải có cái điểm mạnh. Và cho Vân hỏi là cái điểm mạnh của các bạn là gì, các bạn có biết hay không? Và nếu như các bạn mà chưa biết cái điểm mạnh mình là cái gì là rất là nguy hiểm các bạn. Là tại vì mình không có phát huy được cái điểm mạnh của mình thì làm sao mình thành công trong cái lĩnh vực nào mà mình muốn, đúng không? Cho nên là mình cần phải phát huy cái điểm mạnh của mình các bạn nhé. Cái thứ mấy rồi? 1, 2, 3. Ok, cái thứ 3 rồi. Cái thứ 4 đó. Cái thứ 4. Khi mình muốn thành công trong một cái lĩnh vực nào đó thì mình cần phải biết là mình thần tượng của mình là ai, thần tượng của mình là ai, để mình có thể học hỏi từ những người đó các bạn. Thí dụ như các bạn muốn kinh doanh về một cái lĩnh vực nào đó thì các bạn phải tìm những người chuyên gia thành công trong cái lĩnh vực đó để các bạn học, đúng không? Và Vân tin chắc là sẽ có một hay hai người gì đó mà là thần tượng của các bạn, và các bạn sẽ, mà hai người đó đã thành công trong cái lĩnh vực đó rồi thì các bạn sẽ coi đó, coi và học theo cái thần tượng của mình, học theo cái người đó, vì mình muốn xuất sắc hoàn thành
cái mục tiêu của mình là kinh doanh về một cái lĩnh vực nào đó, mà cái người này là cái người đã rất là giỏi và chuyên nghiệp về cái lĩnh vực đó rồi, thì các bạn hợp với người đó, các bạn coi người đó là thần tượng, role model, thì các bạn học từ cái người đó những cái nhất cử nhất động của họ, những cái hành động của họ như thế nào, làm sao để họ thành công, họ phát triển kinh doanh của họ như thế nào, như thế nào đó, thì các bạn sẽ theo sát người đó và học hỏi từ người đó. Cho nên mình cần phải có cái người gọi là y chỉ sư hả? Không biết Vân dùng cái từ đó có đúng không? Người mà hướng dẫn mình, cái người mà dìu dắt mình trong kinh doanh, hoặc là một cuốn sách nào đó của ai đó, các bạn cũng gọi là một người thầy, đúng không? Cho nên là thần tượng của các bạn là ai? Các bạn sẽ theo sát người đó và học những cái hay của họ để phát triển cái kinh doanh của mình. Cái đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm, vậy là Vân có tới 6 cái lần đó nha các bạn. Cái thứ năm là cái thứ tư đó là mình cái đề tài cái thứ tư đó là bạn biết ai, có nghĩa là những thần tượng của bạn là ai. Cái thứ năm là ai sẽ là người biết đến bạn. Ví dụ như Vân nói đó, là nó liên quan tới cái thứ ba. Cái thứ ba là các bạn phát triển rất là mạnh phát triển cái khả năng, cái phát huy một cái điểm mạnh của mình. Thì cái điểm mạnh của mình thì mình cần phải cho thế giới biết, tại vì mình đang vận dụng kinh doanh 4.0, phát huy cái kỷ nguyên 4.0. Kinh doanh 4.0 thì mình cần phải vận dụng mạng xã hội, vì mạng xã hội hiện bây giờ là nó đi khắp toàn cầu vào một cách tích tắc luôn. Thí dụ như Vân đang ở Florida, các bạn ở khắp nơi trên thế giới, Vân phát sóng trực tiếp thì các bạn là bạn của Vân, follow Vân, các bạn cũng thấy và cũng nghe ngay tức khắc liền, các bạn sẽ thấy Vân lên sóng liền. Thì nó nhanh như vậy đó các bạn, thì các bạn ở bất cứ nơi nào các bạn cũng thấy Vân được hết. Thì bây giờ mình vận dụng, tận dụng mạng xã hội để mình xây dựng cái thương hiệu gì đó mà mình muốn các bạn. Mình phát huy cái điểm mạnh của mình xây dựng một cái thương hiệu. Mình có thể cho cả thế giới biết là mình là ai, mình là người như thế nào. Thì mình sẽ xây dựng cái thương hiệu uy tín để mọi người biết đến mình là ai. Thì cái kinh doanh mình nó mới rất là dễ dàng hơn các bạn. Cái đó là điều rất là quan trọng. Và mạng xã hội nó sẽ có thể giúp mình và nó cũng có thể đạp đổ mình các bạn. Thí dụ như một người có bằng cấp cao. Lý do tại sao mà đạp đổ, đây là cách mà Vân dẫn chứng cho các bạn thấy này nha. Một người có bằng cấp cao, một người đút đơn vô xin việc làm. Hello Thì Dương. Thì đút đơn vô xin việc làm cho một cái công ty lớn nào đó thì được chấp nhận rồi. Nhưng mà khi mà ông chủ lên mạng xã hội đó, thì ông chủ gõ cái tên đó, cái công ty mà chấp nhận, họ chỉ cần gõ cái tên người đó, thế bắt đầu lên vào Facebook hay vào mạng xã hội của người đó, thì thấy người đó toàn là đăng những cái không có ra gì không à. Những cái giống như là tiêu cực, những cái mà không có giúp nhiều người, mất năng lượng, xây dựng cái hình tượng mình rất là yếu ớt, rất là nghèo nàn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của mình các bạn. Nó sẽ ảnh hưởng các bạn, mặc dù các bạn đi làm công cho người ta thôi nhé, nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến cái công việc làm của mình các bạn. Còn nếu như mà trang Facebook của các bạn, trang YouTube của các bạn, hoặc là cái trang mạng xã hội nào đó mà các bạn đang tận dụng, đang vận dụng, đang chơi đó, thì các bạn cho người ta những cái kiến thức, những cái kỹ năng, các bạn xây dựng cái thương hiệu bằng cách là các bạn cống hiến một cái gì đó nó giá trị trong cái trang Facebook của mình. Thì thứ nhất á, là mình sẽ được rất là nhiều người ở trên thế giới hâm mộ, yêu thích. Và thứ nhì đó là các bạn kinh doanh hay là bất cứ một cái gì đó, thì khi các bạn có chữ tín rồi nè, họ biết các bạn là ai rồi nè, họ sẽ cảm các bạn. Tại vì các bạn không thể nào xạo được thần lần thứ nhì các bạn. Các bạn nói xạo, các bạn nói dối, các bạn gạt người ta thì có thể gạt được một lần thôi, và mình không thể nào mà gạt được nhiều lần được hết các bạn. Cho nên là trang Facebook, trang mạng xã hội, các bạn có thể xây dựng hình tượng của mình, hoặc là các bạn có thể đạp đổ hình tượng của mình, nó rất là dễ dàng. Và nếu như mà các bạn muốn kinh doanh trên mạng xã hội, hoặc là muốn là cái người mà tận dụng mạng xã hội để cho cả thế giới biết, thì Vân hy vọng là các bạn nên xây dựng hình tượng tốt trên mạng xã hội, làm sao để mang giá trị của mình đến với mọi người các bạn,
Đó là cái mà mình rất là cần. Không cần biết là các bạn làm cái gì, mình vận dụng mạng xã hội cho nó đúng, cho nó chuẩn. Để chi? Để mình còn để lại cái tiếng thơm cho đời nữa, đúng không? Ok, cái đó là cái thứ 5 và cái thứ 6. Actually, còn có cái thứ mấy rồi ta? Ok, cái thứ 6. Luôn luôn học hỏi, luôn luôn phát triển. Mình nói là tôi đã học xong đại học rồi, tôi đâu có cần phải học nữa đâu, tôi đâu cần phải đọc sách nữa đâu. Hoặc là tôi là tổng giám đốc rồi, tôi đâu có cần phải học nữa đâu, đúng không? Tôi đâu cần phải học nữa đâu. Tại sao tôi cần phải học? Thật sự ra các bạn biết không, nếu mình không phát triển bản thân của mình, nếu mình không học hỏi mỗi ngày thì mình sẽ rất là lạc hậu. Vân nói xin lỗi cái câu này chứ thật sự đó, là thời buổi 4.0 này á, nó đi rất là nhanh luôn. Thế giới thay đổi rất là nhanh. Ngoài kia có những cái chuyện mà mình phải nói là mình chạy theo không có kịp các bạn. Mình học mỗi ngày mà mình chạy theo không có kịp nữa. Cho nên nếu như mà mình nói là tôi biết hết trơn rồi, tôi không cần phải học nữa. Thật sự nếu mà các bạn nói như vậy là mình sẽ bị lạc hậu. Và cái kinh doanh của mình nó sẽ thua cái những cái kinh doanh khác ngoài kia các bạn. Vì sao? Vì bây giờ tất cả cái gì đó đều chạy theo phong trào, đều chạy theo mạng xã hội, đều chạy theo mình nói kinh doanh 4.0 mà, thì tất cả cái gì đó nó đều rất là nhanh trên mạng xã hội. Tích tắc trong vòng một giây một phút là cả thế giới đều biết các bạn như thế nào rồi. Chỉ cần một bài đăng thôi là cả thế giới đều biết rồi. Nó nhanh như vậy đó. Thì bây giờ thí dụ như người ta bây giờ người ta tận dụng Facebook, tận dụng mạng xã hội để người ta kinh doanh, và nó có rất là nhiều cái hay cái mới. Và nếu như mình là tổng giám đốc của một công ty nào đó, mà hoặc là mình là một cái vai trò gì đó trong cái công việc của mình, mà mình không có trau dồi cái kiến thức kỹ năng của mình, mình không có luôn luôn học hỏi, luôn luôn phấn đấu, thì mình sẽ không có biết ngoài kia nó sẽ như thế nào. Thì có phải là thứ nhất là mình đã ngừng phát triển bản thân của mình rồi nè, thứ nhì là những cái gì mình đang làm đó thì nó sẽ rất là lạc hậu, và nó làm cho cái công ty của mình sẽ trùng bước lại các bạn, sẽ không phát triển như những công ty khác, hoặc là cái kinh doanh của mình nó sẽ bị lỗ lã, hay là có thể là nó không thể nào cạnh tranh được với đối thủ, đúng không? Cho nên là mặc dù các bạn có giỏi cỡ nào đi nữa, Vân khuyên các bạn, là khuyên chân thành, là phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn phát triển mình. Làm sao để mình có thể ngày hôm nay tốt hơn hôm qua các bạn. Ngày hôm nay mình học được một cái gì đó mới hơn hôm qua các bạn. Và mình phát triển, mình luôn luôn phát triển mình, mặc dù mình ở một cái chức vụ như thế nào đó, mình là tổng giám đốc của công ty nào đó, mình là một cái CEO nào đó, mình là một cái gì đó nó rất là to đùng. Nhưng thật sự ra nếu như mình không có tiếp tục phát triển bản thân mình thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn? Thì mình sẽ lạc hậu. Mình sẽ lạc hậu, mình sẽ rất là lạc hậu. Trong kinh doanh của Vân, Vân đã gặp rất là nhiều những người thành công nha, thành công rất là lớn nha. Ấn tượng nhất là hai vợ chồng này rất là trẻ, là Team Elite, làm trong câu lạc bộ 5 triệu đô của công ty Vân rồi nha các bạn. Đã làm triệu phú rồi, 5 triệu đô rồi. Thì năm ngoái đó, hai bạn này đóng tiền đi học nha. Hai vợ chồng đi học là 100.000 đô một năm. Các bạn, 100.000 đô một năm nha. Mỗi tháng đều đi học. Và những lớp học này là bay đi đây đi đó, nước này nước kia, chứ không phải là lớp học ở tại nước của mình các bạn nha. Họ là người Indo. Họ là người Indonesia đó. Nhưng mà họ phải bay đi khắp các nơi trên thế giới để học những cái khóa đó. Và cái khóa học đó là 100.000 đô. Thì Vân hỏi họ phỏng vấn họ, Vân nói là các bạn, hai bạn rất là thành công rồi, thì lý do nào hai bạn tiếp tục vẫn phải đi học? Thì họ nói là tôi đã làm triệu phú rồi, thì bây giờ tôi muốn học làm tỷ phú. Học làm tỷ phú có nghĩa là bây giờ cái đầu của họ phát triển hơn nữa các bạn, hơn nữa, để họ có thể nâng cấp mình cao hơn nữa, để họ có thể học làm sao để trở thành một tỷ phú các bạn. Thì nói tới đây thì mình cảm thấy wow, đúng là mình không thể nào không ngừng học. Cho tới khi mình ngưng đập công ty, mình ngưng đập, mình không còn nhúc nhích nữa thì mình mới ngưng học thôi. Còn nếu như
mà mình vẫn còn sống mà mình không tiếp tục học thì có nghĩa là mình chết mà mình chưa chôn các bạn. Đó là cái cảm nhận của Vân các bạn. Mình chết rồi mà mình chưa có chôn thôi, chứ nếu như mà các bạn vẫn còn nhịp đập, Vân hay nói cái câu á, Vân sẽ nỗ lực một vài năm Vân về hưu, nhưng mà thật sự đó là cái về hưu là về hưu bên tài chánh thôi, nhưng mà nói về mà phát triển bản thân của mình đó là mình không thể nào ngừng được các bạn, không thể nào ngừng được, vì mình luôn luôn phấn đấu, luôn luôn phát triển. Và có một Vân gần những rất là nhiều những người triệu phú ở trong công ty của Vân, thì Vân nghe họ nói là nếu mà bạn về hưu là coi như là các bạn đang chết mà chưa chôn, có nghĩa là các bạn không có thể nào mà ngưng học hết. Các bạn có thể là ngưng đi làm, nhưng mà các bạn vẫn phát triển bản thân mình, thì mình sẽ có cái tiền thụ động, nó sẽ vô hoài các bạn. Thì những người triệu phú và những người tỷ phú họ không có đi làm nhiều đâu các bạn ơi. Họ chỉ cần vận dụng cái đầu của họ, một cái suy nghĩ của họ là nó rất là khác mình, nó rất là khác. Cho nên đó là lý do mà họ giàu hơn mình. Đó là lý do mà họ chỉ cần ngồi một chỗ, họ khiều khiều ở đâu đó thôi là tiền nó cũng ra nữa các bạn. Họ có nguồn thu nhập thụ động ở tất cả mọi nơi và họ không cần phải làm cực các bạn. Họ làm việc rất là nhàn nhã thảnh thơi mà lại có rất nhiều tiền. Là tại sao? Là nhờ kiến thức của họ, nhờ kỹ năng sống của họ, nhờ cái cách mà họ học làm sao để mà tiền nó đẻ ra tiền. Họ càng học càng lên cao thì tiền của họ có thể là một đồng mà nó đẻ ra cả trăm đồng, cả ngàn đồng, cả triệu đồng các bạn. Còn mình, lý do tại sao mà mình vẫn còn nghèo các bạn là tại vì kỹ năng kiến thức mình quá là nghèo, thì làm sao mình giàu được. Một người mà trúng số thì các bạn có thấy là rất là nhiều người trúng số chỉ tích tắc trong vòng vài tháng, vài năm là sạch sành sanh hết, và thậm chí còn tệ hơn lúc chưa trúng số nữa không? Tại sao vậy? Là tại vì cái này họ không phát triển nè. Cái này họ chưa có sẵn sàng nè. Cái đầu của họ, cái lối suy nghĩ của họ, họ chưa có sẵn sàng để họ ôm một cái số tiền thật là lớn như vậy các bạn. Và tại sao cái người mà triệu phú, cái người tỷ phú, họ chỉ cần có thể là họ phá sản. Nhưng mà phá sản lập tức trong vòng 2 năm, 3 năm họ còn giàu hơn gấp bao nhiêu lần lúc mà họ chưa phá sản. Lý do tại sao vậy các bạn? Là tại vì cái đầu của họ là một cái đầu đã đầy đủ kiến thức trong này rồi. Đã rất là nhiều kiến thức ở trong này. Kỹ năng, kiến thức, tư duy của họ rất là vững. Kinh tế nó ảnh hưởng nhưng họ không bao giờ ảnh hưởng, là tại vì cái tư duy làm giàu của họ luôn luôn phấn đấu, luôn luôn học hỏi, luôn luôn phát triển bản thân. Và nhớ là đầu tư vào mình là đầu tư thông minh nhất. Tại sao những ông triệu phú luôn luôn nói, bạn ơi, bạn hãy trích 10% của những gì bạn làm để mua sách, để đi dự những khóa học. Hello Diễm, hello Thảo. Để đi dự những khóa học, để phát triển bản thân của mình. Và chỉ có phát triển bản thân của mình là không bao giờ nghèo được hết các bạn. Và khi mà cái tư duy mình nó là cái tư duy của người triệu phú, mặc dù mình chưa phải là triệu phú, tư duy của người thành công, một tư duy của người triệu phú rồi đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Là mình không thể nào nghèo được hết. Bây giờ mình chưa, nhưng mà mình luôn luôn phấn đấu tới cái mục tiêu là triệu phú của mình. Mình luôn luôn phấn đấu với mục tiêu là thành công trong công việc của mình. Thì mình luôn luôn phấn đấu với một cái tư duy mạnh mẽ như vậy, với một cái kỹ năng kiến thức ngày nào mình cũng trau dồi hết các bạn. Ngày nào mình cũng trau dồi, ngày nào mình cũng học hỏi, ngày nào mình cũng phát triển hết. Thì làm sao các bạn không thành công được, đúng không? Cho nên là Vân tin chắc luôn là 5 điều này sẽ là 5 điều giúp các bạn thành công rất là lớn trong kinh doanh của mình. Những bạn mà mới vô sao trễ đó, là Vân mong, hy vọng là các bạn nghe lại cái video này nhé. Tại vì cái video này là Vân dùng rất là nhiều tâm huyết để Vân làm. Và Vân, đây là những cái trải nghiệm của mình. Và Vân lặp lại nha, đây là 5 điều mà giúp mình thành công ở cái kỷ nguyên 4.0 này. Thứ nhất là mình phải biết mục đích rõ ràng là mình làm cái gì các bạn nhé. Mình biết rõ ràng là mình muốn làm cái gì. Cái thứ nhì là mình sẽ làm tận hết cái khả năng của mình. Tận hết cái khả năng
trong những gì mình muốn, mình sẽ làm hết cái khả năng của mình và thậm chí còn vượt qua hết nữa, còn thử thách mình vượt qua cái khả năng của mình các bạn, để phát triển mình, vượt qua cái khả năng của mình. Cái thứ nhì, cái thứ ba đó là cái điểm mạnh, phát huy cái điểm mạnh của mình, phát huy một cái điểm mạnh gì đó ở trong mình của mình. Thí dụ như bạn thích giúp người, bạn thích giúp người về cái vấn đề gì đó, bạn phát huy mạnh cái điểm mạnh của mình về bên giúp người đi nhá. Vừa giúp người vừa có thể kiếm tiền mà, đúng không? Giúp người ha, đó là cái điểm mạnh của mình, phát huy điểm mạnh của mình. Cái thứ tư là bạn biết ai, có nghĩa là bạn bạn là cái người đang trên tuyến trình thành công, đúng không? Trên bước đường để đi đến cái thành công, thì phía trước bạn có rất là nhiều người đã thành công rồi, thì mình sẽ coi 1, 2, 3 người nào đó là những thần tượng của mình, để mình cố gắng mình noi theo họ, mình học theo họ, mình làm giống như những bước họ đã làm qua nhá. Rồi thứ năm là ai sẽ là người biết bạn, có nghĩa là mình vận dụng mạng xã hội để cho cả thế giới biết mình là ai các bạn nhé, bằng cách là phát huy cái điểm mạnh của mình. Và cái thứ sáu là luôn luôn học hỏi, luôn luôn phát triển bản thân của mình, mặc dù bạn đang ở một cái vai trò nào, một cái đỉnh của đỉnh nào đó, nhưng nếu các bạn là cái người luôn luôn học hỏi, luôn luôn phát triển bản thân của mình, luôn luôn phấn đấu, thì Vân tin chắc luôn là bạn sẽ có một cái nguồn thu nhập không thể tưởng tượng các bạn, là unlimited, có nghĩa là phải nói như thế nào, không thể tưởng tượng cái nguồn thu nhập của các bạn. Và nhớ là đầu tư vào mình là đầu tư thông minh nhất, và mỗi khi mà các bạn vận dụng những cái kiến thức kỹ năng của mình, là nhớ là nghèo tiền nghèo bạc là nghèo tạm thời, mà nghèo kỹ năng, nghèo tư duy là nghèo cả đời các bạn. Và các bạn sanh ra, các bạn nghèo là không phải lỗi các bạn, mà khi các bạn mất đi mà các bạn nghèo, đó là lỗi của mình các bạn. Mình đã biết hết rồi mà mình không giàu, có nghĩa là lỗi của mình các bạn. Và bản thân của mình, đừng có nói là tại vì cái số của tôi nó như vậy. No, đừng có nghĩ là cái số của tôi như vậy. Vân không chấp nhận câu đó các bạn nhé. Cho nên là nếu mà các bạn mà sanh ra mất thì đó là chắc chắn mình không thể nào sửa đổi được rồi, đúng không? Nhưng mà khi sanh ra mà mình sanh ra trong gia đình giàu, trong gia đình nghèo, thì cái đó không phải lỗi của mình. Sanh ra trong gia đình nghèo không phải lỗi của mình. Nhưng khi mình chết đi mà với một cái mà hối hận, không có giàu được, không có làm được, không có đạt được cái mục tiêu của mình, đó là lỗi của mình các bạn. Cho nên là Vân hy vọng là cái bài này có thể giúp các bạn phát triển mình hơn nữa, và học làm sao để hành, để cho mình có cuộc sống sung túc hơn, cuộc sống tự do hơn, cuộc sống mà như mình mong muốn các bạn. Đó là những cái Vân chia sẻ cùng các bạn. Thì nãy giờ các bạn nghe, các bạn thấy có lợi lạc cho mình hay không? Nếu mà có, các bạn bấm dùm mận số 4 nha. Nếu mà các bạn thấy lợi lạc cho mình, và nếu các bạn thấy lợi lạc và các bạn hành theo, các bạn bấm dùm mận số 5 nha. Để Vân coi bao nhiêu bạn lợi lạc, bao nhiêu bạn hành theo những cái gì mà Vân đã từng trải, Vân đang làm trên bước đường hoàn thiện để thành công hơn. Và nếu các bạn thấy video này có lợi lạc thì các bạn có thể chia sẻ ra cho mọi người. Một lần nữa Vân cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình Facebook Live, đang theo dõi hoặc là sẽ theo dõi lại, hoặc là trên YouTube. Và Vân sẽ hứa là làm rất là nhiều những cái video mà giúp ích cho tất cả các bạn làm sao để thành công hơn, thành công mà thành công lớn trong cuộc sống của mình các bạn nhé. Ok, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, bye bye.